10 loại hình phạt tàn khốc nhất đối với phụ nữ trên thế giới. Vị trí thứ 8 là bò đồng, nhưng đáng sợ nhất phải kể đến loại hình phạt đứng đầu. Đó thực sự là cơn ác mộng đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Bạn đã từng nghe qua hình phạt cưỡi lừa gỗ chưa? Đây là một hình thức tra tấn tàn bạo được áp dụng cho nữ phạm nhân thời xưa, đầy dã man nhưng chỉ xếp thứ 10 trong danh sách những hình phạt tàn khốc nhất cho phụ nữ. Đứng đầu danh sách này là loại hình khiến tất cả ai nghe qua cũng phải rùng mình sợ hãi. Trong suốt lịch sử hàng nghìn năm, do địa vị thấp kém của phụ nữ, họ thường phải chịu đựng những hình phạt mạn dợ hơn. Khi không thể chịu nổi, họ buộc phải khai nhận dưới sự ép buộc hoặc thậm chí chọn cách tự kết liễu để thoát khỏi nỗi nhục nhã này. Sau đây là danh sách 10 hình phạt tàn khốc nhất đối với phụ nữ trên thế giới. Thứ 10, cưỡi lừa gỗ. Loại hình phạt này đúng như tên gọi. Phạm nhân bị buộc phải ngồi trên một chiếc lừa gỗ thô sơ với thân hình là một tấm ván có đầu nhọn. Người phạm tội bị trói và buộc ngồi lên đó. Khi lừa gỗ đung đưa, vết thương sẽ liên tục bị tác động gây đau đớn khủng khiếp. Đây là phương thức tra tấn thường được áp dụng với phụ nữ không giữ đạo đức với mục đích củng cố quyền uy tuyệt đối của nam giới. Phụ nữ chết dưới hình phạt này sẽ bị xóa tên khỏi gia đình và dòng tộc. Thứ 9, tra tấn bằng cách làm cho cười đến chết. Bắt nguồn từ châu Âu thế kỷ 17, phạm nhân bị trói chặt vào ghế dài, chân trần được bôi mật ong để dê liềm. Cảm giác nhột và ngựa từ lưỡi dê khiến phạm nhân cười không ngừng đến mức cơ thể suy kiệt và chết trong cơn cười bất tận. Thứ 8, bò đồng. Được thiết kế ở Hy Lạp cổ đại, một con bò đồng rộng được đốt lửa dưới bụng để đốt nóng. Người bị nhốt bên trong sẽ la hét vì đau đớn, nhưng tiếng hét quả ống dẫn âm thanh phức tạp, phát ra như tiếng bò rộng vui tai. Thứ 7, phật vào lồng lớn phụ nữ phạm tội, thông dâm bị nhốt vào lồng chè và ném xuống sông sau khi chịu sự nhục mạ để chết đuối trong đau đớn. Thứ 6, tra tấn bằng nước nhỏ giọt nước từ chậu treo trên đầu nhỏ xuống trán phạm nhân liên tục, dẫn đến sự khủng hoảng tinh thần trước khi cơ thể chịu đựng được. Thứ 5, hoa thiêu thượng áp dụng cho những người bị kết tội phần quốc hoặc phù thủy thời Trung cổ, hình phạt diễn ra trước công chúng như một bài học cho những người khác. Thứ 4, mũ da lạc đà nô lệ bị cao chọc đầu, đội mũ làm từ da lạc đà ướt và bị phơi nắng, da khô lại, bó sát đầu khiến đau đớn, tóc mọc ngược tạo cảm giác ngứa ngáy khủng khiếp. Thứ 5, dây sắt nung đỏ phạm nhân phải mang đôi giày sắt nặng hàng chục ký được nung đổ, khiến da thịt bị đốt cháy đến mức đôi chân hóa thành thần đến. Thứ hai, một chưởng đổ, dùng gậy đánh đến khi thân thể phạm nhân để lại vết máu dài một chưởng, gây tổn thương nghiêm trọng. Thứ nhất, Iron Maiden, người đàn bà sắt, hình phạt thời Trung cổ, một hình người bằng thép có đầy gai bên trong được tạm độc. Phạm nhân bị nhốt vào đó, các gai đâm vào da thịt gây đau đớn khủng khiếp nhưng không chết ngay, kéo dài sự đau đớn trước khi kết thúc bởi lưỡi dao quay bên dưới. Những hình phạt này là minh chứng cho thời kỳ lịch sử đầy đau thương và bạo lực.